Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được ban hành từ năm 2014. Sau 4 năm thực hiện, dù thứ hạng được cải thiện liên tục, song môi trường kinh doanh vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Theo đó, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 19 năm 2018. Với nhiều giải pháp, nghị quyết vẫn kiên định các mục tiêu đã đề ra đến năm 2020. Chất lượng môi trường kinh doanh của Việt Nam ngang hàng với trung bình các nước ASEAN 4. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước yêu cầu cấp bách về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 18 tháng 3 năm 2014, Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết 19 yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn 2014-2015. Phấn đấu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6 đến hết năm 2015. Từ năm 2015 đến năm 2017, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 19 hàng năm với nhiều giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường kinh doanh đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 thay vì ASEAN 6. Tỉnh Bắc Ninh thì đi sâu vào những cái nội dung cải cách như là thành lập trung tâm hành chính công của cấp tỉnh, cấp huyện, xây dựng chính quyền điện tử gắn với cái đề án về xây dựng đô thị thông minh, cũng như là Bắc Ninh thì đã triển khai cái đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và cấp huyện. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai các cái đề án hiện đại hóa, đặc biệt là các những giải pháp về hiện đại hóa mà liên quan đến các thủ tục hành chính, liên quan đến các cơ chế thu nộp, ví dụ như đề án hóa đơn điện tử, rồi kết nối máy tính tiền, rồi là các cái thu lệ phí trước bạ, rồi thuê tài sản điện tử. Chúng tôi sẽ góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc thực hiện thủ tục kê khai để làm sao đảm bảo và giảm cái chi phí tuân thủ và cái thời gian kê khai. Bên cạnh đó là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, những cái vướng mắc khó khăn để mà hoặc là kiến nghị các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người nộp thuế. Chúng tôi cũng mạnh dạn mở sang fanpage đối với DDCA để cho cái sự tương tác giữa cộng đồng doanh nghiệp với từng sở ngành. Từ đó rồi có một cái vấn đề xử lý ngay trên trong mạng xã hội. Thì đây cũng là một sự dũng cảm để mà coi cho các sở ngành là đều được lắng nghe trực tiếp qua cái mạng xã hội của trang này. Đây cũng là một trong hình thức mà chúng tôi mở rộng cái lắng nghe trực tiếp và tương tác trực tiếp là cũng nhanh nhất những vấn đề mà tôi đã triển khai. Những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam trong 4 năm qua đã đem lại kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, thứ hạng môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện. Năm 2017, năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với năm 2016, từ vị trí 60 trên 138 lên vị trí thứ 55 trên 137 nền kinh tế. Môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, từ 82 lên 68 trên 190 nền kinh tế. Đổi mới sáng tạo cải thiện 12 bậc, đạt thứ hạng 47 trên 127 nền kinh tế. Đó là những thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đã đạt được cho đến nay. Chúng ta đã thấy rằng các bộ đã có sự thay đổi, các bộ đã có sự chuyển động và doanh nghiệp thì cũng đã tham gia vào cái quá trình mà các cái bộ khi mà các bộ sửa đổi các văn bản chính sách, và đấy chính là một cái động lực để doanh nghiệp thấy rằng là họ được đồng hành cùng với chính phủ trong cái hoạt động mà đưa ra các cái chính sách và chính sách gần hơn, sát hơn với cái yêu cầu của doanh nghiệp. Và chúng ta cũng nhìn thấy là ngay từ đầu năm thì chính phủ đã liên tục chỉ đạo có các cái nghị quyết của chính phủ liên quan tới cái việc là hỗ trợ thúc đẩy cho phát triển doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, thì đấy là những nhân tố rất là quan trọng để thấy rằng là doanh nghiệp họ yên tâm hơn, họ tin tưởng hơn và họ sẵn sàng đầu tư mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF công bố, Việt Nam vươn lên xếp hạng 55 trên 137 nền kinh tế. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay, giúp khả năng cạnh tranh của Việt Nam tăng 20 bậc trong vòng 5 năm. Chúng tôi rất mừng khi thấy đầu tiên là Bộ Công Thương cắt giảm gần 50% điều kiện kinh doanh. Sau đó các bộ khác cũng có những bước tiếp theo giúp cho tháo gỡ khó khăn, giúp cho doanh nghiệp bớt cái thủ tục phiền hà cũng như bớt về cái chi phí, thời gian, tiền bạc và tạo doanh nghiệp có điều kiện phát triển hơn. Đấy là những cái tín hiệu giúp cho trong thời gian tới là doanh nghiệp
ngày càng phát triển hơn, cũng như là giúp cho cộng đồng người ta yên tâm hơn về cái cơ chế chính sách như Thủ tướng đã nói là chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam của các tổ chức ADB, World Bank, IMF đều có chung nhận định. Kinh tế vĩ mô Việt Nam đang ổn định, cải cách mạnh mẽ và đúng hướng, lạm phát được giữ ở mức thấp, cán cân thanh toán cân đối, tỷ giá được điều hành tốt là lợi thế của Việt Nam. Những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh đã giúp số doanh nghiệp thành lập mới liên tiếp lập kỷ lục trong 2 năm 2016-2017 và xu hướng này vẫn tiếp tục gia tăng trong những tháng đầu năm 2018. Mặc dù đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên những cải thiện nói trên về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh vẫn chưa bền vững và chưa đạt được mục tiêu đề ra, thứ hạng nhiều chỉ số còn thấp so với các nước trong khu vực và hầu như không có cải thiện về điểm số và thứ hạng trong nhiều năm qua. Một số chỉ số quan trọng lại tụt hạng. Thủ tục được cải thiện chậm, vẫn còn rườm rà, tiếp tục là phản ánh của nhiều doanh nghiệp được chúng tôi ghi nhận gần đây. Và chính những thủ tục này lại là nguyên cớ làm phát sinh những khoản phí không hợp lý. Thủ lương là thủ tục về, ví dụ như các doanh nghiệp là về thủ tục về nhà đất, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, ví dụ doanh nghiệp muốn đầu tư, đấy đầu tư về nhà xưởng hay hoặc đầu tư về chung cư hoặc đầu tư về khu thương mại, thì cái thủ tục mà chuyển nhượng mục đích để làm dự án thì mới xem xét phép phải quá lâu, kéo dài, tại cái đó vẫn ảnh hưởng nhiều. Nên doanh nghiệp chúng tôi nhiều khi là cái những cái dự án mà muốn đầu tư nhưng mà có khi kéo dài mấy năm xin chuyển đích chưa xong, thủ tục chưa xong. Phản ánh khó khăn trong thủ tục vẫn ì ạch, không phải là khó khăn của một vài doanh nghiệp, mà đây là thực trạng chung mà thời gian gần đây các hiệp hội doanh nghiệp nêu. Hiện nay chúng ta cứ tập trung vào là giảm giấy tờ, và giảm cái công đoạn xử lý hồ sơ. Các địa phương không tự giảm được cái số lượng giấy tờ cho nên hiệu quả này rất thấp, không thể giảm được giấy tờ. Cái quy trình có giảm được không? Có, nhưng quy trình lại gắn với lợi ích, gắn với quyền lực, cho nên tự các cơ quan họ không chủ động giảm các quy trình. Hiện nay có cái phong trào để làm một cửa, nhưng một cửa mà không giảm các công đoạn trong đó thì một cửa không có khả năng để giảm chi phí không chính thức và cũng không giảm được chi phí thời gian. Theo các chuyên gia, mặc dù đã có nhiều cải thiện trong cải cách môi trường kinh doanh ở địa phương, tuy nhiên sự chuyển biến này vẫn còn nhiều điểm cần lưu tâm. Qua quan sát thì rõ ràng là ở cấp địa phương cũng như cấp bộ ngành thì sự chuyển biến nó không tương đồng đều. Nói chung là có một số đơn vị nó tương đối chậm. Sự chuyển biến của nhiều chỉ số môi trường kinh doanh vẫn ì ạch. Cụ thể, theo phân tích của Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Trung ương, chỉ số khởi sự kinh doanh năm 2014-2017 đã xấu đi. Số lượng thủ tục nhiều, thời gian thực hiện dài và do vậy thứ hạng khởi sự kinh doanh thấp và liên tục giảm trong 3 năm gần đây. Cụ thể, đến năm 2015, Việt Nam đứng thứ 119 về khởi sự kinh doanh, thì năm 2017 lại đứng thứ 123. Về chỉ số cấp phép xây dựng, số bước thủ tục còn nhiều, đến 10 bước, và thời gian còn dài. Về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới, mặc dù ghi nhận những cải cách về thủ tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành, tuy nhiên thứ hạng chỉ số này vẫn ở mức thấp do những cải cách về quản lý chuyên ngành vẫn còn chậm và chưa đồng đều. Đáng lưu ý, giải quyết tranh chấp phá sản nhiều năm qua không có cải thiện đáng kể. Thời gian kéo dài 5 năm, chất lượng quy định pháp lý còn hạn chế, 7,5 trên 16 điểm, và ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Mặc dù luật phá sản năm 2014 tiếp cận theo thông lệ quốc tế như quy định về quản tài viên, áp dụng tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn, nhưng chủ yếu tập trung vào xử lý phá sản. Vậy về phạm vi cải cách của chúng ta hiện nay là mới có một phần. Đấy, một phần. Cái thách thức thứ ba đó là ngay cả khi chúng ta thực hiện đúng cái cải cách như mong muốn thì chúng ta cũng mới chỉ gọi là ở cái mức trung bình của ASEAN 4, và như vậy thì cái sự mà chúng ta mong muốn có một cái sự phát triển vượt bậc là có thể chưa đạt được. Nếu sự ì ạch trong cải thiện môi trường kinh doanh, triển khai và thực hiện không đồng đều tại các địa phương vẫn cứ tiếp diễn, thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục khó khăn và kiệt quệ.
Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 19 năm 2018 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Với những điểm mới, nghị quyết vẫn kiên định các mục tiêu đã đề ra đến năm 2020, chất lượng môi trường kinh doanh của Việt Nam ngang hàng với trung bình các nước ASEAN 4. Nghị quyết số 19 năm 2018 tiếp tục bám sát các tiêu chí đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, về năng lực đổi mới sáng tạo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, về Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc. Cụ thể, mục tiêu của nghị quyết là tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh đến năm 2018 tăng thêm từ 8 đến 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Trong đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp. Cụ thể, khởi sự kinh doanh tăng thêm ít nhất 40 bậc, giải quyết tranh chấp, hợp đồng tăng thêm 10 bậc, giải quyết phá sản doanh nghiệp tăng thêm 10 bậc. Trọng tâm của nó vẫn là hai cái mảng rất là quan trọng. Đó là bài bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh. Và đặt mục tiêu là năm nay là cái năm phải hoàn thành cái việc bãi bỏ hơn một nửa số điều kiện kinh doanh hiện hành. Đấy là cái điểm là tưởng rằng nó là dễ dàng, nhưng thực sự nói quá thực hiện thì nó không phải thực sự là khó. Ngoài ra, nghị quyết mới cũng yêu cầu hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 đến 27% hiện nay xuống còn dưới 10%. Một trong những nội dung trọng tâm của nghị quyết 19 là bên cạnh cái việc các bộ ngành phải tập trung vào việc xây dựng thể chế, thì cái việc đẩy mạnh cải cách hành chính và đặc biệt là đơn giản hóa và cắt bỏ các cái điều kiện kinh doanh và các cái thủ tục hành chính trong kiểm tra chuyên ngành thì là một cái yêu cầu rất là quan trọng. Và cái điều này được áp dụng đối với tất cả các bộ ngành. Thì tôi biết là trong nghị quyết 19 tới thì đã đưa ra những yêu cầu cụ thể theo hướng này và yêu cầu là tất cả phải cắt giảm 50% các cái điều kiện kinh doanh và các cái thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, và không có bộ ngành nào nằm ngoài những cái yêu cầu cải cách rất là quyết liệt này. Và trong nghị quyết 19 cũng tiếp tục khẳng định, cũng tiếp tục trao cho các cái doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và người dân thông qua các tổ chức của mình thực hiện giám sát và thúc đẩy cái quá trình cải cách hành chính. Nghị quyết 19 cũng bổ sung mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics để thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế nói chung và cơ cấu ngành nói riêng, thúc đẩy tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cái nghị quyết 19 ấy là nó nói về cái cải cách thủ tục hành chính, là chủ yếu là cái cải cách về thủ tục visa, thị thực cho quốc tế và du khách quốc tế đến Việt Nam. Năm ngoái thì chúng ta có một cái tốc độ tăng trưởng về du lịch quốc tế đến Việt Nam rất là cao, đúng không ạ? Đang ở những cái con số như là 12, 15 triệu. Thế thì năm nay thì nếu mà với các cái cải cách về thủ tục visa với các cái nước mà chúng ta đang có quan hệ ngoại giao tốt thì chúng ta sẽ hoàn toàn là chúng ta phát triển ở một cái mức cao hơn. Theo nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 19 năm 2018 hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2018. Trong đó, xác định cụ thể mục tiêu, các nhiệm vụ phải thực hiện, các văn bản pháp luật phải bổ sung, sửa đổi, thời hạn hoàn thành và đơn vị cá nhân chịu trách nhiệm, cách thức giám sát, đánh giá. So với các nghị quyết trước, mà nó tạo một cái áp lực hành chính mạnh mẽ hơn, một cái công cụ, một quá trình mà giám sát có lẽ cũng tốt hơn. Và như vậy thì vai trò của các cơ quan đánh giá độc lập, vai trò của doanh nghiệp, vai trò của báo chí là cực kỳ quan trọng để nó tạo ra một sức ép, mà sức ép này nó luôn luôn nóng. Lúc đó nó mới thúc đẩy các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban nhân dân có một áp lực
là bị thúc đẩy. Và từ áp lực đối với người đứng đầu này thì lúc đó ông bị áp lực xuống. Và có lẽ nên có một cái thay đổi nữa là nếu ông nào không đạt được kết quả thì chúng ta không nên đi kiểm điểm mà thay thế bằng người khác. Các chuyên gia khẳng định môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tốt lên, nhưng đó chỉ là tốt so với chúng ta. Để mục tiêu đạt mức trung bình của nhóm ASEAN 4, Việt Nam phải xếp thứ 43. Đây là khoảng cách rất lớn và cuộc đua môi trường kinh doanh với ASEAN 4 của Việt Nam vẫn tiếp tục. Thưa quý vị, với những kết quả vượt bậc được ghi nhận sau 4 năm nghị quyết số 19 được ban hành, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng như thế nào vào nghị quyết số 19 năm 2018? Cần tập trung vào những điểm nào khi thực hiện nghị quyết và những vấn đề gì cần lưu tâm? Để hiểu hơn về vấn đề này cũng như những kỳ vọng và mong muốn của doanh nghiệp, kiến nghị của chuyên gia cùng những giải pháp thực hiện của các cơ quan ban ngành, mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chia sẻ về mong muốn và kỳ vọng vào cải cách thủ tục hành chính nói chung cũng như nghị quyết 19 năm 2018 nói riêng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, doanh nghiệp mong muốn việc thực hiện hồ sơ giấy tờ được cải tiến ngày càng đơn giản, thuận lợi giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí. Đôi khi là những hàng thủ công mỹ nghệ thì phải có một cái đặc trưng, bởi vì ví dụ như chúng tôi là khi mà lên những cái các cái bộ hồ sơ giấy tờ, các cái chứng nhận nguồn gốc gỗ thì vì gỗ hàng thủ công mỹ nghệ thì không có nhiều. Nên là chúng tôi là cần có cái sự hỗ trợ các cái ban ngành, các cái hiệp hội để thủ tục đơn giản, để có một cái tiếng nói cho cái ra cái chính sách hỗ trợ các cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ nhất và nhất là hàng thủ công mỹ nghệ. Theo các chuyên gia, trong ban hành, triển khai và thực hiện nghị quyết 19 năm 2018, vấn đề cần lưu tâm là hiệu quả thực hiện ở cấp cơ sở. Bởi cấp cơ sở là nơi tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, vì vậy chính sách có cải tiến đến đâu mà hiệu quả khi thi hành ở cấp dưới không đồng bộ thì hiệu quả thực tiễn cũng sẽ không đi đến doanh nghiệp. Thì muốn đặt ra các quy định như thế nào thì quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ ở phía cấp cơ sở. Làm sao để có thể lúc cái cán bộ mà trực tiếp phụ trách các cái doanh nghiệp, người ta có một cái hiểu rõ và coi như là doanh nghiệp phát triển thì họ cũng sẽ được hưởng lợi. Tất nhiên cái đấy là cái là cả một vấn đề, nó rất nhiều yếu tố nó liên quan, chứ không phải chỉ là cái câu chuyện là cái chế độ đãi ngộ không. Thì tôi nhìn thấy vấn đề là ở đây là cấp cơ sở đang có những cái vấn đề là coi như cần phải có một cái cải thiện hơn nữa và có những cái thân thiện và có một cái hỗ trợ doanh nghiệp hơn nữa trong cái quá trình tới đây. Cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào cải cách thủ tục hành chính, nghị quyết 19 năm 2018. Những kết quả tích cực sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, những hạn chế sẽ được rà soát sửa đổi. Có thể phát triển ngày càng tốt hơn, cho nên chúng tôi vẫn rất là kỳ vọng vào các cái hoạt động, đặc biệt là đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính của chính phủ liên quan đến các hoạt động doanh nghiệp, và chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là cái chương trình này sẽ thành công và có những cái tác động sâu rộng ở trong cái cộng đồng doanh nghiệp cũng như là kể cả phục vụ góp phần phát triển cái kinh tế của đất nước ngày càng tốt hơn. Các địa phương đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính thực hiện nghị quyết 19 cũng chia sẻ. Chính quyền địa phương luôn đề ra nhiều sáng kiến để thúc đẩy hiệu quả trong thực hiện nghị quyết 19, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thực hiện các chương trình hành động về cải cách thủ tục hành chính. Chúng ta tương tác lẫn nhau, nghĩa là không phải là đồng tháp không phải là chỉ là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc doanh nghiệp nữa, mà có sự tương tác với doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng cái ý tưởng sản xuất, ý tưởng kinh doanh, để chúng ta chuẩn bị nó cái tầm nó dài hơn, chứ không phải là đợi doanh nghiệp gặp khó mà mình mới giải quyết. Mà doanh nghiệp chưa khó, chúng ta cũng phải cùng nhau lường trước những cái rủi ro để cả hai bên đều chuẩn bị, doanh nghiệp chuẩn bị như thế nào, chính quyền chuẩn bị như thế nào. Nghị quyết 19 NQCP ngay từ khi mới ra đời đã được đánh giá chứa đựng nhiều kỳ vọng. Qua mỗi năm, các kỳ vọng mới hơn lại được đặt ra để đáp ứng với tình hình phát triển chung của thế giới. Bởi vậy, không ít ý kiến lo ngại về khả năng hiện thực hóa các kỳ vọng. Nhưng những mục tiêu như vậy không thể không được thực hiện. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang vào giai đoạn then chốt của quá trình tái cơ cấu và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự bứt phá hay hụt chân của môi trường kinh doanh trong lúc này sẽ quyết định vị trí của Việt Nam trên bản đồ kinh doanh thế giới. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.